Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 7 ngày công nghệ phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, e-learning hay đào tạo trực tuyến là một thành quả của sự phát triển công nghệ thông tin và cũng là hình thức học tập hiện đại, hấp dẫn. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu triển khai e-learning cũng đã được tiến hành trong một thời gian dài. Trong chương trình 7 ngày công nghệ số chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về yếu tố công nghệ trong triển khai mô hình e-learning và những tính năng thiết thực của e-learning mà các công nghệ này mang lại. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Đổi mới công nghệ trong hệ thống đào tạo trực tuyến. Mô hình đại học ảo trong giáo dục trực tuyến. Thị trường cung cấp dịch vụ công nghệ đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet và các thiết bị máy tính, điện thoại cá nhân, thì học tập trực tuyến trong vài năm trở lại đây đã không còn là điều gì xa lạ. Với nhiều người, học tập trực tuyến thậm chí trở thành một thói quen thường xuyên. Họ đã tìm thấy những lợi ích gì qua hình thức học tập này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau. Nguyễn Lan Hương là một bạn trẻ đang khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Đây là lĩnh vực mới và thay đổi nhanh chóng, nên có rất ít tài liệu dưới dạng sách báo. Do đó, với Hương, việc cập nhật kiến thức và xu hướng truyền thông mới qua Internet là yêu cầu bắt buộc. Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet trong vài năm trở lại đây, với nhiều công nghệ mới như công nghệ xử lý dữ liệu lớn Big Data, công nghệ xây dựng các nội dung tương tác Rich Media trên nền tảng trình duyệt, ngày càng có nhiều dịch vụ học tập trực tuyến để Hương lựa chọn. Nếu như trước đây, việc học trực tuyến của Hương chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thông tin qua từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia hay xem các video bài giảng qua YouTube, thì nay Hương có thể học tập tốt hơn qua các ứng dụng cung cấp khóa học miễn phí cho số đông như Coursera. Hình thức này còn gọi là MOOC, là bước phát triển mới nhất của học tập trực tuyến. Trong mô hình này, người học không chỉ được cung cấp các khóa học uy tín từ các trường đại học danh tiếng mà còn được theo dõi và nhắc nhở về tiến độ học tập của mình. Cái tiện ích lớn nhất mà các cái khóa học online đem lại cho những người như mình đó là cái website nó được thiết kế với các cái trải nghiệm rất là dễ dùng. Các khóa học thì rất là đa dạng và mình hoàn toàn có thể học hỏi được các chuyên gia ở rất xa so với mình ở nước ngoài và kể cả ở trong nước như vậy. Còn với Phạm Tiến Dũng, một sinh viên công nghệ, thì việc phổ biến các học liệu tương tác trực tuyến hiện nay khiến hình thức học tập trực tuyến trở nên hấp dẫn hơn hẳn hình thức học truyền thống. Ví dụ như dịch vụ Code Academy mà Dũng thường tham gia học lập trình. Thay vì học lý thuyết và làm các bài tập mà thầy giáo giao như cách học truyền thống, thì Dũng được tham gia vào các trò chơi mà mỗi phần là một thử thách lập trình cần phải vượt qua. Sự tương tác và tính thách thức của hình thức này khiến việc học trở nên hấp dẫn và giúp Dũng có thể theo hết các khóa học trực tuyến một cách dễ dàng. Thì cái điểm mình thích nhất ở những cái trang học trực tuyến là tính tương tác rất cao. Thay vì mình phải làm theo những cái hướng dẫn rất là khô khan như cách học truyền thống, thì ở đây mình tương tác trực tiếp với nền tảng. Và khi mình làm một cái gì đấy thì mình có kết quả ngay. Điều đấy thì sẽ làm cho mình hứng thú hơn và cái kiến thức dễ dàng đi vào đầu mình hơn. Với những bước tiến của công nghệ thì các hình thức học trực tuyến đang ngày càng đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn. Điều đó dẫn tới sự gia tăng số lượng người học theo hình thức này ở quy mô toàn cầu. Và trong tương lai không xa, học tập trực tuyến sẽ là kỹ năng mà bất kỳ ai cũng cần nắm vững khi tham gia vào nền kinh tế tri thức để tự trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng mới ở mọi lúc, mọi nơi và trong suốt cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, theo nghĩa chung nhất thì học tập trực tuyến hay e-learning bao gồm mọi hình thức học tập có sử dụng mạng Internet và các thiết bị cá nhân như laptop, smartphone. Tuy nhiên, việc triển khai e-learning có nhiều cấp độ khác nhau và cùng với đó là những đòi hỏi về công nghệ khác nhau. Để tìm hiểu đầy đủ về những ứng dụng cũng như những đòi hỏi về công nghệ của e-learning, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc triển khai mô hình phức tạp nhất của e-learning, đó là mô hình đại học ảo. Đây cũng là mô hình đã được nhiều trường đại học trên thế giới triển khai và cũng đang được một số trường đại học tại Việt Nam nghiên cứu thử nghiệm. Chị Nguyễn Thị Như Mai là một nhân viên phòng bán vé máy bay tại Hà Nội. Xuất phát từ yêu cầu của công việc, chị đã quyết định theo học chương trình quản trị kinh doanh từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội. Khi đăng ký theo học, chị được cấp một tài khoản để truy cập vào hệ thống của nhà trường. Hệ thống này cung cấp các tính năng thảo luận với những người cùng học, sắp xếp lịch học, thi trực tuyến, từ đó giúp cho việc học tập online gần gũi như cách học truyền thống. Hình thức học trực tuyến thì nó có rất nhiều ưu điểm phù hợp với cả hoàn cảnh thực tế của tôi. Người học thì có thể học mọi lúc mọi nơi, không cần phải thường xuyên có mặt ở trên lớp học như là lớp học truyền thống. Hình thức học tập mà chị Mai đang theo học có tên gọi là Đại học ảo hay Cyber University, một mô hình đào tạo trực tuyến mà Viện Đại học Mở đang triển khai theo sự đầu tư của chính phủ Hàn Quốc từ năm 2015.
Đây là mô hình học tập trực tuyến tiên tiến hiện nay, khai thác tốc độ và sức mạnh của công nghệ để tạo ra các trường học và lớp học ảo tương tự như lớp học thật. Thông qua hệ thống này, các lớp học ảo trực tuyến được triển khai. Trong một buổi học ảo, giáo viên thay vì đứng trên bục giảng sẽ giảng bài trong các studio có trang bị Internet cùng hệ thống kết nối với các học viên. Một kỹ thuật viên sẽ giúp giáo viên điều hành sĩ số và tiếp nhận, phân loại câu hỏi mà các học viên gửi đến. Cùng một lúc, một giáo viên có thể giảng cho hàng chục tới hàng trăm học viên ở khắp mọi miền trên cả nước. Ngoài kiến thức về chuyên môn, thì giảng viên cần phải có các cái kỹ năng để sử dụng các cái phần mềm hỗ trợ trực tuyến và các cái kiến thức sư phạm về giảng dạy trực tuyến. Một điểm mạnh khác của mô hình này là khai thác tối đa sức mạnh công nghệ để xây dựng các học liệu tương tác. Từ sự kết hợp của các ứng dụng trình diễn như PowerPoint, Adobe Presenter tới các phần mềm 3D, phần mềm diễn hoạt hay các công nghệ lập trình phức tạp hơn. Các bài giảng tĩnh được chuyển thành các bài giảng sinh động mà các học viên có thể tương tác, thử nghiệm và tự học qua thực hành. Một bài giảng được tạo lập thì nó dựa trên rất nhiều cái công nghệ. Thì trong đó cái công nghệ thông tin vẫn là công nghệ hàng đầu. Thì áp dụng các cái công nghệ như là công nghệ mô phỏng, công nghệ 3D hoặc là các cái công nghệ, các cái phần mềm. Khi người kỹ thuật, người ta nhìn vào các lớp kịch bản sư phạm, người ta cũng biết phải thiết kế như thế nào để tạo ra được sự tương tác khi mà người học tương tác trực tiếp với bài giảng. Để triển khai mô hình này, Viện Đại học Mở Hà Nội đã nhận được khoản tài trợ 3 triệu đô la của chính phủ Hàn Quốc. Khoản tiền này được sử dụng để đầu tư cho các hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm và quản lý tích hợp, cùng các studio phục vụ ghi hình bài giảng và lớp học trực tuyến. Dự kiến đến năm 2017, với mô hình này, Viện Đại học Mở sẽ trở thành trường đại học ảo đầu tiên của Việt Nam. Một số các cái kiến thức người ta có thể đưa lên các website, thế và người ta cho rằng đấy là học trực tuyến, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng nó khác với lại cái đại học ảo, nó thiếu đi một cái là môi trường cộng đồng và sự giúp đỡ của những cái người học trước. Đấy là một môi trường học tập, mà môi trường học tập ấy thì chỉ có trong cái đại học ảo. Công nghệ đấy chính là môi trường làm nên cái môi trường ảo ấy. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các hình thức học tập trực tuyến đang thay đổi theo hướng sinh động hơn, gần gũi hơn, ngày càng thuận tiện hơn cho người học. Đây sẽ là một điều kiện để chủ trương xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam được thực hiện thành công. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy là hạ tầng kỹ thuật là yếu tố tiên quyết đối với các mô hình học tập trực tuyến. Xuất phát từ triển vọng của học tập trực tuyến, trong những năm trở lại đây, thị trường cung cấp giải pháp công nghệ học tập trực tuyến trong nước cũng đang dần trở nên sôi động với sự tham gia của không chỉ các trường đại học mà còn có các đơn vị tư nhân. Hãy lắng nghe ý kiến của các đơn vị này về việc triển khai mô hình học tập trực tuyến hiện nay. Một trong những đơn vị có nhiều tâm huyết với mô hình học tập trực tuyến tại Việt Nam là Schoolnet. Từ năm 2014, đơn vị này đã cung cấp giải pháp cùng học.vn hướng đến mục tiêu cung cấp các chương trình học theo đúng chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến nay, trên giải pháp này đã tích hợp trên 2.000 phần mềm bài giảng khác nhau, có thể truy cập qua website hoặc ứng dụng e-mobile trên điện thoại di động. Với giải pháp này, các nội dung đã được tích hợp sẵn, nhà trường hoặc phụ huynh chỉ cần đăng ký là có thể triển khai ngay lập tức cho học sinh sử dụng. Khi để triển khai cái việc học trực tuyến thì có rất nhiều cái công nghệ khác nhau có thể lựa chọn. Chúng tôi lựa chọn một cái công nghệ đơn giản là công nghệ là web thôi, HTML. Hiện nay chúng tôi đã lựa chọn công nghệ được gọi là HTML5, là cái chuẩn HTML mới nhất hiện nay. Cái chuẩn này hỗ trợ cho tất cả các loại tương tác, có thể thiết kế được toàn bộ các cái học trực tuyến. Cũng theo đuổi mô hình học tập trực tuyến, tổ hợp công nghệ giáo dục Topica là một đơn vị khác chuyên cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho các chương trình cử nhân trực tuyến tại Việt Nam hiện nay. Thông thường, khi các nhà trường tự xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến sẽ mất từ 2 đến 3 năm. Với giải pháp của Topica, khoảng thời gian này sẽ được rút ngắn xuống 6 tháng. Một điểm mạnh khác từ giải pháp do Topica cung cấp là hỗ trợ toàn diện cho đại học ảo, từ quá trình đăng ký tuyển sinh, lên lịch học cho tới định hướng nghề nghiệp khi ra trường. Hệ thống này cũng tích hợp những công nghệ mới như kính Google Class để xây dựng các lớp học trực tuyến về tiếng Anh. Đào tạo e-learning thì sinh viên không có cơ hội được tương tác trực tiếp nhiều với giảng viên. Do vậy mà chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu đi sâu vào các cái quy trình, các cái công nghệ giúp cho cái việc khắc phục những cái hạn chế của đào tạo e-learning. Ví dụ chúng tôi tập trung vào những công nghệ giúp cho tương tác giữa sinh viên và giảng viên được tốt hơn, những cái công nghệ giúp cho
chăm sóc học viên, motivate học sinh được tốt hơn. Chúng tôi game hóa các cái bài giảng, các cái quy trình chăm sóc để giúp học viên có thể tạo hứng khởi cho học viên. Ngoài hai giải pháp do hai đơn vị trong nước cung cấp ở trên, thì một hướng đi khác cũng được nhiều trường học và đơn vị khai thác là sử dụng các phần mềm quản lý học tập mã nguồn mở kết hợp với các công cụ thiết kế bài giảng điện tử quen thuộc là PowerPoint để triển khai đào tạo trực tuyến trên quy mô nhỏ. Sự đa dạng về các giải pháp công nghệ như thế này sẽ tạo điều kiện để đào tạo trực tuyến tại Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, triển khai các mô hình học tập hiện đại như học trực tuyến là một chủ trương của Chính phủ nói chung và Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng. Để tìm hiểu thêm về vấn đề phát triển đào tạo trực tuyến tại Việt Nam, trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin ông cho biết là hiện nay thì việc triển khai e-learning tại Việt Nam thì đang diễn ra như thế nào ạ? Chúng ta đã từng trải qua cái thời kỳ chúng ta biết là cái học từ xa. Thế hệ sơ đẳng nhất là gửi tài liệu, đọc tài liệu bằng giấy qua bưu điện. Rồi đến học từ xa là qua đài truyền hình, qua các cái buổi phát trên truyền hình. Thế nhưng mà quý vị đều biết là những cái mô hình học từ xa với kỹ thuật cổ như vậy thì nó sẽ vướng mắc là phải đúng giờ, phải đúng buổi, phải đúng chủ đề thì mới học được. Nhưng mà với mạng Internet và với multimedia thì công nghệ học hiện nay là chúng ta có thể ngồi học, kết nối học ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Bên cạnh đó thì cũng một điều rất mừng là cái thị trường cung ứng dịch vụ e-learning ở Việt Nam hiện nay có thể nói là đang bắt đầu nở rộ. Cũng có nhiều công ty là tự phát triển phần mềm, tự phát triển công nghệ để làm ra những cái công cụ như là công cụ soạn bài giảng e-learning. Và không những bán ở thị trường Việt Nam mà có những công ty người ta còn xuất khẩu sang những thị trường khác. Vâng, có thể thấy là e-learning thì có rất là nhiều ưu điểm. Vậy thưa ông, để có thể phổ biến hơn cái hình thức này ở Việt Nam thì chúng ta cần phải làm những gì ạ? Thứ nhất là trong những năm vừa qua thì đứng ở góc độ quản lý cũng như góc độ về hỗ trợ kỹ thuật thì Cục Công nghệ Thông tin phối hợp với Quỹ Laurentian đã tổ chức cái cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning cho giáo viên toàn quốc. Và chúng tôi hướng dẫn cho họ làm theo một cái cách gọi là để đơn giản nhất, người ta dễ hiểu. Cách làm thứ hai nữa, đứng góc độ quản lý nhà nước thì hiện nay Cục Công nghệ Thông tin cũng đã dự thảo xong thông tư về triển khai đào tạo e-learning đối với các bậc đào tạo là đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp để tiến tới là đưa cái hình thức đào tạo e-learning chính thức là sử dụng trong các nhà trường. Phương án thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đưa ra những cấp độ khác nhau. Thì cấp độ đầu tiên phổ biến nhất đó là làm bài giảng và đưa lên mạng để bổ trợ cho các bài giảng truyền thống. Cấp độ thứ hai là quản lý cả quá trình đào tạo. Thì lúc ấy là quá trình học, người học như thế nào là hệ thống phần mềm nó theo dõi hết và cho điểm hết. Đến cấp độ 3 thì là hình thành các trường đại học ảo, hoàn toàn là không dựa vào mô hình đào tạo truyền thống như chúng ta hiện nay vẫn nhìn thấy, mà lúc đó là từ khâu tuyển sinh, từ khâu đào tạo cho đến khâu thi cử là hoàn toàn đăng ký trực tuyến. Thì cái này thì chúng tôi cũng đang soạn thảo tiếp theo một cái thông tư ở cấp độ cao hơn là quy định một cách chặt chẽ để làm sao hình thành các trường đại học đảo ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mong rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có được thêm những thông tin về học tập trực tuyến và công nghệ cần thiết để triển khai học tập trực tuyến. Hy vọng rằng mỗi cá nhân trong chúng ta sẽ khai thác tốt những cơ hội và lợi thế mà học tập trực tuyến mang lại để có thể tự trang bị thêm những kiến thức, những kỹ năng cần thiết đáp ứng cho công việc và cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.